Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình vừa về lại thêm những cái dòng bay răng gì anh em ha. Thì đây là những dòng bay mà hầu như các anh em thợ ốp lát đều sử dụng luôn á. Thì bên mình nó về thêm là một cái bay mà dài 2 tấc mà răng 10 á, bên tay phải á, hỏng hết hàng này về lại nè anh em. Rất là đẹp luôn. Dài 2 tấc ha, cái là cái chiều dài nè. Cái chiều dài này là 2 tấc ha, răng bên đây là răng 10, ngang 10, cao 10. Đó, dành cho những anh em lát nền rồi nè ha, răng lớn 10 mm đó nha. Đây bay đẹp cực kỳ luôn à. Ở dưới thì anh em nhìn thấy những cái bay này thì nó hàng cứng cáp, rất là cứng cáp luôn, nên cái chuyện mà gãy cộng gì là không có nha. Cán thiết kế cán nè, đẹp. Giá có 130.000 cho cái bay như thế này nha anh em. 130.000, anh em cứ mua cái bay dài 2 tấc gì là 130.000. Ha, răng 8, răng 10 mình có hết nha, bên phải nè. Đó thì cái này hôm hết, cái này mới về lại nè. Rồi kế tiếp nữa thì bên mình ở đây mình về cái loại răng bên trái này là dài 1 tấc 8 nè. 1 tấc 8 thì giá chỉ có 120 thôi. 1 tấc 8 thì nó chỉ có 120 thôi. Thiết kế cái răng này, răng bên trái dành cho những anh em cầm tay cái nha anh em. Răng bên trái thì nằm bên đây ha. Thì nó mẫu mã thiết kế y chang thôi, ngắn hơn chút. Ví dụ như cái răng cái bay trên là 1 tấc 2 tấc này nè, này tấc 8 ngắn hơn anh em ha. Đó, 180 mm đây. Rồi đâu, đây 180 mm ha. Giá chỉ có 120.000 thôi. Nghĩa là khi mà anh em mua bay dài 1 tấc 8 giá 120, rồi bay dài 2 tấc là 130. Còn răng 8 hay răng 10 bên trái bên phải thì cũng đồng như nhau hết nha. Rồi lúc trước á, cái bay răng 8, bay 1 tấc 8 mà con trái là không có, cái này là mẫu mới nè ha. Nghĩa là răng bên đây, răng tấc 8, răng 10 cũng có, cái này mẫu mới về. Rồi kế tiếp đây, đây là cái bay 1 tấc 8, răng 8, có nghĩa là bên trái nha. Nghĩa là bên trái bên mình sẽ có hai dòng. Đó, hai dòng, một dòng là 1 tấc 8, răng 8, một dòng 1 tấc 8, răng 10, răng bên trái. Bên trái nằm bên đây, răng 8, răng 10 khác nhau này nè, ha, anh thấy không? 8-10. Thì khi mà anh em xài cái này nè, tay cái, ví dụ mình nói mình đang quay hay mình đang cầm tay phải nè, tay phải thì khi mình chặt gạch thì mình làm cái này mình chặt anh em ha. Nè bên đây mình chặt gạch ha, mình kéo thì mình cầm bên đây mình kéo qua, nếu mình kéo hồ mình kéo này thì kéo qua. Còn khi mà mình ví dụ này bên phải đi thì mình kéo thì nó đâu khó kéo đâu, này mình chẳng lẽ mình kéo gô này mình đẩy vô đâu đẩy được. Cái này thì dành cho tay trái nha. Thông thường anh em làm là mình kéo hồ đó, mình kéo từ cái mép bên đây mình kéo ra. À, kéo ra như thế này nè, đó từ mép cong mình lát cong mình kéo ra nha. Đó ok ha. Thì cái này là răng bên phải dành cho người tay phải, còn răng bên trái dành cho người tay trái nha. Rồi đồng cái giá 1 tấc 8 là 120.000, 2 tấc là giá là 130.000. thì anh em muốn mình mua cái loại mà răng 8 cũng có. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho anh em về những cái bay mà tồn hôm trước nè, này hàng mới về, số lượng cũng nhiều lắm ạ. Đi lại cái quầy bay đây anh em. Vụ này là 2 tấc răng bên phải nè, và tấc 8 ở quên răng 8 và 2 tấc giá 130 ha, bên phải đó. Hoặc là cái này là 1 tấc 8 răng 10 bên phải nè, 1 tấc 8 răng 10 bên phải ha, có luôn nè anh em ha, có luôn nè. Cứ 1 tấc 8 là giá 120 và dài 2 tấc là 130 nha anh em. Rồi răng 6 mình có một vài cái răng 6 thôi, răng 6 mình không có nhiều. Rồi, răng 6 đâu rồi? Hình như răng 6 còn hàng nha anh em. Răng 6 mình ở đây. Không, cái này thì răng 10 tấc 8 nè. Nha, tấc 8 răng 10 bên phải. 1 tấc 8 răng 10 bên phải có luôn nè nha. Đó. Nói chung bài răng bên mình nhiều lắm. Rồi cái này là như này, 1 tấc 8 luôn, tấc 8 răng 10. Đó. Mình có răng 6 nữa, chỉ có một loại thôi. Răng 6 mình chỉ có một loại thôi. Đây bài là anh em biết, cái đây nè. Đây hôm này mà không, cái này là răng 8 anh em, mà không có răng 6. Có răng 6 nữa nha. Răng 6 thì mình để trên kia rồi, không nằm trên đây. Ok ha. Ở đây mình mua những bay răng gì mình có đầy đủ hết nè. Mình thì rất có nhiều bay.
những cái bay răng ha, rồi bay vuông ha, bay đó, đầy đủ đi ha. Hôm trước mình từ từ mình sẽ làm giới thiệu thêm cái những cái bay này cho. Hiện tại bên đây thì những cái giày thôi, chứ bên Tonsen nó nhiều bay nhiều lắm. Bên 850 Đặng Quân còn cả một cái kệ mà chưa rất là nhiều bay anh bạn ha, rất là nhiều bay ở bên 850 luôn. Mà tại vì hôm nay thì mình đang giới thiệu chủ yếu mình tập trung mấy bay răng anh em ha. Còn bay răng thì bật bay bi ha. Rồi ok, anh em có nhu cầu mua những cái bay răng nào thì mình có thể liên hệ ha. Để được mua hàng, giá tại cửa hàng chưa bao gồm với ship nha. Anh em cứ nhớ bay răng 8. Hôm nay có nhớ là bay dài tấc 8 là 120, dài 2 tấc là 130. Rồi ha, anh em muốn mua răng 8 hay răng 10, bên trái anh phải gì thì mình cứ nói, có đủ hết nha. Một nữa các bạn xin chào và hẹn gặp lại.